Chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay Vi giới thiệu quý vị một cái con âm ly đề nông. Con âm ly này thì hàng là hàng demo, hàng trưng bày nha quý vị. Thì nó có vài vết trầy, nó có trầy đó. Nhưng mà cái dòng này thì bảo hành 3 tháng nha quý vị. Còn được bảo hành 3 tháng từ chính hãng nha. Và model của nó là quý vị nhìn thấy phía trước rồi đúng không? Màu của nó là màu silver, màu bạc. Và mức giá mình bán 4 triệu rưỡi thôi. 4 triệu rưỡi nó còn remote đây nè. Đây, tại vì hàng trưng bày thì tất nhiên là nó còn cái thùng và nó còn remote chứ không phải là hàng khách xài nha quý vị. Mức giá chỉ 4.500.000. Bây giờ Bi quay lại cái phần mặt trước đây để quý vị thấy cái mặt mũi của cái da cái con 520 AE này nó như thế nào nha. Bát trép lau nếp. Và cái hàng này là hàng nhập khẩu chính hãng nên nguồn điện của nó là 220 nha quý vị. Nó có trầy là nó trầy ở trên cái vòng này nè. Thật sự cái này là đời cái dòng bình dân nên là cái này nè quý vị, nó làm nói chung là nó không có giống, tất nhiên là nó sẽ không bằng những cái đời cao cấp rồi. Đây là nó có trầy đó quý vị. Quý vị nào xài qua cái dòng BMA 520 AE quý vị sẽ biết. Đây, nó là đời nâng cấp từ cái dòng 390 lên. Nhưng mà 390 bây giờ cũng là mức giá này. Nhưng mà cái con này là hàng demo, hàng trưng của công ty quý vị nên là bị bán mức giá này luôn nha. Tiếng cũng rất là hay đó quý vị. Nó đánh một cặp loa, một cặp loa và đánh loa từ 4 ohm trở lên nha. Đó là nó xấu chỗ mấy cái chỗ cái vòng đó thì bị chỉ luôn để quý vị nhìn. Đây cái trạm phía sau nè. Phía sau thì còn đẹp hết. Phía sau thì còn đẹp hết nha quý vị. Công suất tiêu thụ của nó là 185W. Công suất ra loa đối với loa 4 ohm là 150W cho loa 4 ohm nha. Chỉ 4.500.000 thôi. Bán để quý vị nào đam mê dòng đề nông quá thì quý vị chơi cái con này. Nói chung là chất âm nó cũng rất là được quý vị. Tại vì cái đời 390 thì nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Còn cái đời này thì đời nâng lên. Đây nó còn một cái tiếng này nè. Rồi remote. Quý vị thích thì alo cho Bi nha. Hàng này thì chỉ có một con thôi quý vị. Một con duy nhất thôi. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người tháp cánh chim về vui với đời, kể lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nếu
ngày nào tình ta đã phai. Yeah.